thấy hoàn cảnh khổ không? Chú mẹ thấy hồng vụn dây thấy không? Đây đâu cá hồng cá hồng đâu bà ba có một cái câu đâu cái gì đây hộp dịch đó. Ồ kêu trở nên như này cái gài ghe nằm cặn chỗ này nước lớn như vậy nè. Ừ. Con gài chỗ đó nó chìm nổi cho đồ đặt không còn gì hết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì cũng 7 giờ tối Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành, cái tàu hạ huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì mình tìm đến cái hoàn cảnh của bà ba mà sống ở trên ghe cô bác quý anh chị. Vì cái công việc cập gặp quá nên thành thử là phải đến nơi tối như thế này. Bà ba, ăn Tết lớn không? Rồi lớn chứ lắm. Dạ. Nghe lấy gì vậy? Ăn Tết lớn bà ba? Lớn chứ lắm. Lớn làm sao? Thì có gì ăn nấy. Có gì ăn nấy hả? Ừ. Thì hôm nay con thấy nước lớn quá kìa. Ừ, nước ăn nhiều lắm. Nước nhiều lắm hả? Nước rồng nè. Ăn cơm chưa bà ba? Chưa. Chưa hả? Chưa. Chưa ăn cơm? Chưa. Ủa sao giờ này chưa ăn cơm? Lại lên ngồi đây chơi, ngồi đó xuống ăn. Lên đây ngồi chơi, ngồi xuống ăn hả? Ừ. Hôm nay bà ba ăn cơm như vậy? Ăn với các lòng tông. Ôi vịt. Vậy hả? Ờ chứ có gì đâu, hụt dịch với các ông tông. Cho con xuống bà được không? Giờ nước xuống được, lội xuống được, lội sao được không? Con hả? Ừ. Được sao không? Ừ được không, xuống nè. Mà chưa bắt đàn nữa cả nó thui kìa. Sao xuống được? Đâu? Đây nè, ngoài xa rồi kìa. Xuống được không? Đi xa hả? Đó, đi ngoài đó. Nước tới đây rồi sao xuống? Bỏ dép ra. Thì đi xuống được rồi, cho chú á. Con đâu có ngại gì đâu. Ngại không? Không. Con chừng tá nha. Dạ. Thấy hoàn cảnh khổ không? Chú mẹ thấy hồng vụn dây thấy không? Khoan, quấn dây cho đàng hoàng xuống. Ủa nay đi về tối vậy ha? Rồi xuống được không? Rồi bà ngồi đó đi. Tôi ngồi đây phải không? Rồi đó tâm sự được rồi, chứ vô trong chi nữa. Ờ vậy thôi ngồi đây, xuống đây tâm sự đi. Vô đi, vô lại đi. Bước đây này cô bác của anh chị thấy già cả, mình chỉ trải nghiệm thử thôi. Con đâu sợ gì đâu. Rồi xuống lại đi. Con đó. Chỉ sợ té thôi. Tôi bay tôi té rồi, thấy chưa thấy không? Dạ. Rồi ăn Tết lớn dữ lắm là sao? Thì có gì ăn lấy rồi bà con cô bác phải cho người chục gạo, 5 cái gạo vậy đó. Hôm nay ăn gì khoe con với ơi. Đây nè. Đây. Đâu? Cá hồng cá hồng đâu? Bà ba có một cái câu đâu cái gì? Đây. Hộp dịch. Đó. Ồ. Đây vậy đó. Bà ba có một cái câu chuyện là trước đây là khi mà ông, con nghe nói là ông mất thì ghe chìm hay sao? Ghe chìm chở ông đi thiêu á. Lúc sao? Lúc bà kể cho nghe mới. Chở ông đi thiêu trở nên như này, cái gài ghe nằm cặn chỗ này nước lớn như vậy nè. Ừ. Con gài chỗ đó nó chìm nổi cho đồ đặt không còn gì hết. Sáng về, chiều về, khuya về mới vớt lên. Bà thiêu, con của bác vớt giùm. Thiêu lúc đó là lúc mấy giờ? Không biết mấy giờ. Dạ. Đâu có nhà đâu biết. Chừng coi nho hai đã nói ra chìm rồi mấy biết. Thiêu ở đó là sao? Hả? Thiêu sao? Ở trên như cả cỏ nè. Trên xe đét lên, đi xe đét á. Dạ. Lúc đó bà đi bằng gì? Đi xe. Xe không gắn máy hả? Xe mà ấy đó. Đi cái xe mà chở quan tài đi thiêu á. Rồi xong mà ở trên đó thì người ta về, người ta cho hay là ghe bà chìm. Ghe điện lên là nói ghe là chìm. Ghe nào? Ghe này nè. Chìm luôn. Tao nói không còn giống gì trơn á. Cái ông mà bà bắt bò mà mía ha. Ông vớt từ cái này với cái gỗ, cái này lên bờ, không phải lên bờ giùm á. Ngay lúc đó cái vừa buồn mà vừa gặp cảnh đó nữa. Cảnh đó luôn nữa. Là thiêu xong là chìm liền luôn. Đi đêm đó là chìm luôn á. Rồi sao lúc đó chìm mấy giờ bà ba biết không?
chìm rất khuya quá, đi ở nhà không biết, nước lớn lên nó chìm. Dạ. Yeah. Nước nước gồng nó nằm bờ phải không? Yeah. Cái nước lớn nó lên nó nghiêng á rồi nó tràn lên nó tràn nước vô. Là không có ai đây nữa hả? Không có gì hết giờ gì hết trơn, ngoài đâu đấy. À. Đó vậy thôi. Không khổ hồi đó trời ơi, không chết đâu khổ gì đâu. Sao ạ? À? Chìm ghe không còn giống gì, người cho cái chén, người cái nồi. Chưa người cho bộ đồ. Chìm trôi hết hả? Nó không còn gì chứ, một đêm rồi, đêm sáng mới về, khuya mới gần sáng mới về. Còn chiếc ghe không à? Ừ, tao đó không còn nồi ơi, tao mẹ chứ. Rồi chiếc ghe sao? Thì kéo lên nước nước mà cạn rồi mượn anh em tao kéo lên giùm. Tát ra. Ở bên bờ mấy đêm. Ở bên bờ ở chỗ nào? Đây nè, đậu ngay chỗ nhà cầu đó. Dạ. Yeah. Tại chiếc đó ngủ. Rồi dừng xong ghe rồi mới lót lại là mới vô mà ngủ được. Mấy ngày. Mấy năm rồi bà? Này 5 năm rồi. Ông chết này 5 năm rồi. Ồ, ông với lại là con gái của bà là người ai mất trước? Hả? Ông với con nhỏ con gái mất trước. Ừ. Con gái đó mà nó chết hồi 25 tuổi, nay nó 39 tuổi rồi. Ừ, người ta mới ông. Người ta mới ông mới chết lại. Lúc đó mà cái cảm giác bà sao bà? Cảm giác mà ông vừa mất mà ghê chìm thôi. Thì bất tỉnh thôi, giờ tới đâu hai đó chứ biết sao vậy? Bà hết biết gì luôn hả? Không biết cái gì chứ. Còn nhờ đây cũng bà con của bác nó cũng thương tình, ta cũng cho gạo, cho quần, cho áo bận nồi ơi vậy đó. Cho này cho kia. Dạ. Ở đây cũng lâu, ba mấy năm rồi chứ bộ. Cái nỗi đau của bà bây giờ nguôi ngoan chứ? Thì cũng vậy, kệ tới đâu hay đó, giờ sao biết sao, giờ có tiền là mừng, đâu ra tiền được, kệ mẹ ngày nào hay ngày nấy. Ừ. Rồi ban được mấy chén cơm mà ba? Sáng làm chén, đưa một chén, chiều một chén vậy đó. Thì ông thiêu thì ông gửi ở chùa hả? Ở chùa trong này nè. Ở trên ghe như thế này, việc mà bà cúng cơm, cúng dỗ ông rồi sao? Dỗ cúng đại ông thời, ông dỗ ông thời cúng ông trước á. Có chuyện trước đó hả? Ừ. Cúng thì làm đó trước cúng ông. Có mời ai không? Không, cũng lối sớm ra lại một hai người vậy đó. Ừ. Chứ ghe đâu ai hút. Ừ. Hôm nay chưa ăn cơm luôn? Chưa, em hồi xuống ăn. Mới ngồi chuyện với mấy bà đến chơi. Trời, hôm nay móc được nhiêu tiền bà? Có nhiêu đâu. Là mấy bà cho người 50 đây nè, được móc được nhiêu nè. Đó. Đó thấy không? Người 50 cho 100 vậy đó. Được nhiêu rồi, đếm con coi với. Có 600 mà. Ôi ngon rồi. Nè, có 600 ngàn ngon. Đó, là cho đó. Đó là cho người 150 vậy đó. Mình đã cho vòng vòng ha. Ừ, thầy thấy là khổ sao làm sẽ cho vậy đó. Dạ. Yeah. Vì người ta đúng số á. Ta cho đem lại cho bà. Ừ, đem lại ta cho. Cho gạo luôn. Cho gạo luôn. Cũng nhờ người ta nói cho ở đây quen, người ta biết, ta thương á, thì đúng số ta cho. Là ta thấy bà quá khổ mà. Quá khổ. Bởi đây tôi ở đây không ai ghét tôi, thật là thương lắm, không ai ghét chứ. Có khi nào ai đến đây quậy quọ bà không? Không, từ đó giờ không chưa ai quậy, tôi đúng là quậy ai đâu, quậy tôi. Tôi biết không, tôi ở đây là bao bao mấy năm chưa ai lại quậy tôi như này nào đây. Tôi ở đây đúng trình chính quyền, biết không? Chính quyền cho tôi ở đây. Ừ. Mình ở đây đâu ai dám quyền mình xuống quậy người ta, người ta nó quậy mình đâu, phải không? Từ đó giờ không ai ở đây, không ai ghét luôn chứ. Ba mấy năm rồi đó. Bà ba, con hỏi này thì chắc Bùi Hồ hỏi thì cô bác của anh chị nó Bùi Hồ xoáy vào nỗi đau. Cái tuổi của bà ba năm nay là nhiêu rồi? Tôi hả? Dạ. Năm nay 60 mấy, gần 70 rồi. 70 tuổi mà chưa có được một cái căn nhà. Ừ. Trong khi đó con của mình thì con với lại chồng của mình hai nơi nương tựa lớn nhất thì là mất. Mất. Thì bà chỉ sống với người con trai của mình. Ừ. Thì hiện nay cái bà có suy nghĩ buồn cho cái phận của thân phận của mình không? Thì buồn chứ giờ ai giờ biết sao, giờ buồn cũng không buồn cũng khỏi, không cũng vậy thôi. Hàng đêm thì bà thấy người ta có nhà có cửa, bà xuống đây mình nằm bởi đêm làm đêm mình khổ này kia nọ, lo này lo kia vậy đó. Dạ. Trách có trách số phận mình không? Trách giờ cũng không được luôn, cũng phải chịu, giờ cũng phải chịu chứ sao giờ. Dạ. Yeah. Cũng khó hả? Ngủ đêm có buồn rớt nước mắt không bà ba? Nhiều khi nằm ngủ không được nha, lăn lộn sáng đêm, ngủ bữa đêm thì ngủ chừng tiếng đồng hồ, nhớ lại cảnh này cảnh kia vậy đó. Dạ. Yeah. Bà ba có ước muốn gì không? Muốn gì vậy? Hôm trước con nói với anh Huy là mua cho bà cái ghe đó nhớ không? Ờ, có không?
Có, mừng không? Mừng chứ. Cái nhà, có những nhà ở mừng lắm chứ bộ. Mừng nhiều không? Mừng chứ. Do được mừng dữ lắm, cảm ơn dữ lắm, mang ơn dữ lắm á. Rồi coi được cái ghe nào chưa? Chưa. Xong đi coi đi. Ông biết rồi, ông dưới ông lên chưa cho hay mà biết đâu người coi. Ông cho hay coi đi rồi mai mốt con mua cho. Mà chắc ăn rồi đó. Chắc ăn mà có điện ông chưa? Điện ai? Anh ông Huy rồi. Ừ. Nói rồi, nó Huy coi rồi, coi giùm bà rồi. Đi coi rồi phải không? Đỡ bà đi coi coi sao. Hôm nay đến đây trễ quá con không có điện cho anh Huy. Thì thăm bà mà. Dạ, cảm ơn. Tết ăn Tết cũng vui vẻ ha. Dạ, bà có ăn Tết không? Tụi nó không có gì vậy, có gì ăn lấy vậy, mấy bà có gì cho ăn lấy vậy đó. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, thì hôm nay đến đây thăm bà ba cũng vào dịp tối này á. Cái công việc của Bùi Hồ á, dạ. Bùi Hồ là một giáo viên. Dạ. Thành nữ hay là cái con là giáo viên, cái công việc của con á thì dạ. Đi làm suốt à. Suốt vậy đó hả? Dạ, chiều thứ sáu thì con mới có thời gian con quay trở lại đây. Thứ sáu bữa nay thứ sáu rồi. Thứ sáu là mới dậy xong rồi con chạy xuống đây liền luôn á bà ba. Lai sáu nè. Dạ, thì thưa cô bác quý anh chị, thì đây là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ cho bà ba để mua ghe nè. Đó là chị Lan ở Thường Thới Tiền Hồng Ngự 2 triệu, chú Định là 200 USD, một Mạnh Thường Quân có tên là gà trống 1.752.000 đồng, chị Thu ở Mỹ 200 USD, với lại một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada ủng hộ cái số tiền còn lại là khoảng 20 triệu để cho bà ba mua thêm chiếc ghe, là dấu tên Canada Bùi Hồ chưa ghi vô đó, thêm 20 triệu nữa. Thì hôm nay thì Bùi Hồ sẽ trích ra cái số tiền là 1.752.000 đồng để cho bà ba sinh sống. Khi nào mà có ghe thì sẽ mua, chắc có lẽ là 2 tuần nữa sẽ mua, tầm 2 tuần nữa tranh thủ mua cho bà, hiểu không? Mừng không? Mừng chứ, chú cho tôi mừng, cảm ơn dữ lắm. Thì có cái nhà, có cửa ở, tôi mừng dữ lắm. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Ừ, cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Hôm nay thì thay mặt Mạnh Thường Quân thì con mới vừa đọc tên đó. Thì bây giờ thay mặt cho có một Mạnh Thường Quân có tên là gà trống ở Úc gửi cho bà 1.752.000 đồng. Bà cầm. Nè, 1 triệu trao tiền buổi tối luôn, giữ cẩn thận nha bà. Rồi, cảm ơn. 500. 700. Rồi chưa? Rồi. 50. 2.000 nữa, rồi đưa bà 100.000 luôn. Rồi cảm ơn. Cảm ơn Thường Quân luôn nha. Là 1.800.000. Dạ. 850.000. Cảm ơn nhiều lắm. Vậy chừng nào lại chừng nào có ghe. Nào có ghe cho con hay. À chừng nào có cho hay à. Để ăn nuôi bạc kiếm đi, có lần cho hay con hay liền. Có chú kia chú kiếm mới được. Nói chú kia. Rồi. Con có liên hệ với anh Huy nói kiếm. Cứ nói ổng nghe được. Mừng dữ không? Rồi mừng dữ lắm thiệt chứ. Trời ơi, còn hơn là cái gì nữa đó, để cho mừng dữ lắm. Hơn mặn sống nữa. Trời ơi, sao hơn mặn sống? Mừng vậy vậy á. Hả? Mừng vậy vậy hả? Ừ. Hơn mặn sống là sao con không hiểu á. Trời ơi, mừng quá trời, mừng cái trời. Ờ, bà không biết chữ hả? Không biết chữ, hồi đó nhận biết chữ. Hồi đó giặt á, rồi đi không có đi học được. Dạ. Ở dốt luôn. Thôi thì hai bà cháu mình lên bờ nè. Đi. Khéo nha. Khéo bảo đảm bà luôn. Đó đi. Tôi nãy tôi giật cái dây. Bà dặn con khéo mà bà té mà. Vụt con bắt cái sợi dây vụt đó. Gác không hả cô bác của anh chị. Ây da. Đây. Đây lên. Rồi. Khoan thả dây để hồi cạn. Tối mà lũi hủi á. Trên chiếc ghe mà bò lên bò xuống cô bác của anh chị thấy không? Đó vậy. Mình không phải là mình. Rồi đi. Được rồi. Nói bà ba vậy nhưng mà rồi, bà cũng phải lên xuống chơi mà. Là bỏ đi cũng cẩn thận thì té đó. Té là khổ á. Ồ. Rồi hứa cho chiếc ghe rồi đó nghe. Rồi cảm ơn. Vui ha. Vui dữ lắm. Bye bye đi, bye bye. Rồi bye bye, bye bye. Lấy cái này. Rồi bu good gì. Goodbye. Goodbye. See you again. Nói chung là bây giờ Bùi Hồ xin một lần nữa thay mặt bà ba. Rồi. Với lại con của bà chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Thời gian tới có một cái chiếc ghe mới. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân.